kiểu gì đấy hả? Đồ tôi mới đi chợ mua về, cô làm nát như thế này còn dùng làm sao nữa hả? Thì tôi chẳng may, việc gì mà chị cứ phải bù lu bù loa lên thế nhở? Hỏng cái đống này ý, thì tôi cho chị tiền đi mua đồ khác. Đây, này, như thế này là đủ chưa? Ý cô là sao? Ý cô là tôi ăn vạ cô đấy à? Thôi được rồi, đây, có tí rau cỏ như thế này thôi mà chị đòi hỏi cao quá là không được đâu ấy nhá. Cô nghĩ là cái gì cũng có thể giải quyết được bằng tiền à? Thế bây giờ chị muốn sao? Đừng có bảo là tôi phải đi mua hết cái đống này lại cho chị đi nhá. Tôi không có rảnh đâu. Thì ít nhất nhá, cô cũng phải xin lỗi tôi một câu rồi dọn hết cái đống này đấy chứ, cô định bắt ai dọn nữa à? Có thế thôi chứ gì. Thôi được rồi, thế thì tôi xin lỗi, được chưa? À, có chuyện gì kìa? Cái cô kìa, chạy đi đâu đấy ạ? Cái đống này đi ai dọn hả? Mẹ ơi, con về rồi đây ạ. Con làm gì mà đi chợ lâu thế? Hôm nay con đi đường gặp con bé dở hơi, đã va vào người ta làm hỏng hết đồ xong còn không xin lỗi. Con phải đi mua lại rau nên mới lâu thế đấy. Mà em Tâm nhà mình về chưa mẹ? Em nó đây rồi con. Sao lại là cô? Hóa ra đây là cô chị dâu quý hóa, đảm đang nết na, đẹp người đẹp nết mà mẹ tôi hay nhắc đến đấy à. Có vẻ như cái lời kể này nó hơi quá thì phải. Còn hóa ra đây là cô em chồng từ nước ngoài về, học rộng, tài cao, biết nhiều, hiểu nhiều, ngoan ngoãn, đáng yêu mà anh Phương hay kể đấy à. Đúng là hàng trên mạng với thực tế khác xa nhau quá nhở. Chị cũng đáo để thật đấy. Cảm ơn em đã quá khen. Nhưng mà chị cũng đừng cười vội. Chị đã bao giờ nghe đến câu giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng chưa? Dù sao ấy thì chị với anh trai tôi cũng đã kết hôn đâu. 30 ấy chưa phải là Tết đâu. Chị cứ đợi mà xem. Ở phòng mẹ cơ mà. Mẹ bảo tôi sang đây ngủ cho tôi tình cảm. Chị làm gì vào trong đi. Đi. Có chuyện gì đây con ơi? Không có gì đâu ạ. Mẹ cứ về phòng ngủ đi ạ. Ngân ơi, mang cơm vào con nhá. Vâng ạ. Chị Ngân ơi, cơm xong chưa? Em với mẹ sắp chết đói rồi đây này. Cơm chưa chín ạ. Hay mình ra ngoài ăn được không mẹ? Có mỗi cái việc cắm cơm thì cũng không xong. Thế sau này á, chị định chăm anh Phương nhà em kiểu gì? Này à, sáng nay mẹ đi ra khỏi cửa nhà mẹ có đóng cửa không ạ? À? Nhà mình có trộm hay sao ấy? Mẹ à. Vâng, không có chuyện gì đâu ạ. Chị gái con ngủ mớ nên là nói linh tinh đấy. Mẹ đừng có lo nhá. Vâng ạ. Sao em lại nói như thế? Nhà bừa bộn như thế này lỡ có trộm thật thì làm sao? Trộm nào? Đây là em mượn quần áo với cả son phấn của chị. Tại vì em mới đi từ nước ngoài về mà không mang đồ gì cả. Em mượn thì em phải hỏi ý kiến của chị chứ. Mà mượn xong để em cất gọn vào chứ. Em để như thế này à? Thì em quên. Sao chị cứ phải bù lu bù loa lên ý nhở? Hay là để tí nữa mẹ về em mách với mẹ là có mỗi tí chuyện như thế này thôi. Chị không mắng em. Em rõ ràng là em sai mà em còn nói như thế được. Tại vì em thích. Có được không? Này. Chị ơi, chị nhận đồ ship giúp em đấy ạ. Ôi gì? Tôi có đặt hàng đâu. Địa chỉ đúng ở đây mà. Gửi cho chị Thanh Tâm ạ. Ơ chị ơi, đơn này chưa thanh toán, chị thanh toán cho em ạ. Đơn này là 3 triệu. 3 triệu á? Vâng. Tôi gửi tiền. Cảm ơn. Alo Tâm à, em đặt hàng nhiều đấy. Từ sáng đến giờ chị nhận 4 gói hàng rồi đấy. Em ra ngoài, chị ở nhà nhận cho em thì đã làm sao? Nhận hàng thì không vấn đề gì. Nhưng mà em đặt hàng thì em phải thanh toán trước chứ. Chứ đơn nào cũng 3 triệu, 5 triệu như thế. Chị lấy đâu ra tiền chị thanh toán cho em? Mà đơn trước ấy, chị nhận cho em đã trả tiền chị đâu. Alo. Sóng bên này yếu quá, em không nghe thấy gì cả. Alo, Tâm. Tao, em hẹn anh ra đây có việc gì? Chúng ta chấm dứt từ cơ mà. Hôm nay em hẹn anh ra đây chỉ để... Đau. Sao hôm nay nhà yên nắng thế nhỉ?
nhỉ? Hay là lại có âm mưu gì đây? Ơ này, có chuyện gì thế? Em không sao cả, chị đừng quan tâm đến em. Không phải là cái bẫy đây chứ? Này, bình thường cô ghê gớm lắm cơ mà, sao hôm nay yếu ớt? Hả? Khóc này. Ơ, khóc thật này. Hôm nay em không có tâm trạng chơi với chị đâu, chị đi ra chỗ khác đi. Có chuyện gì nói ra xem nào. À, chuyện khó nói đúng không? Bị cắm sừng đúng không? Cái này thì là thật rồi. Gơm chửa, thêm một cái làm mình làm mệt kể chị nghe xem nào. Thì em với cả bạn trai yêu xa 2 năm, anh ấy bảo là sẽ ở nhà đợi em, vẫn còn yêu em nhiều lắm. Thế mà mới hôm qua thôi, em phát hiện anh ta cắm sừng em, thay người yêu tận 3 đứa liền. Thế mà bây giờ em mới biết, ngu chết lên được. Thằng đàn ông cha nam này, không thể để như thế được. Chị với em phải dạy cho nó một bài học. Đi, đi. Thật á, thế có mỗi hai chị em mình thôi à? Yên tâm, mình chị cân được nó, bốc máy gọi nó luôn đi. Alo, anh ạ? Bắt chị đi là ai đấy? Tôi không quen chị, sao chị đánh tôi? Mày không quen tao, tao cũng không quen mày. Nhưng mà mày ấy, đụng đến em gái tao, đụng nhầm chỗ rồi đấy. À, tôi, cháu. Tần đời nhất, tao ghét nhất cái loại cha nam như mày. Sao, im mộng, mày nói ít tao còn đánh nhẹ. Nói nhiều nữa, tao đập cho vỡ alo bây giờ. Thôi chị ơi, tha cho anh ta đi, đánh thế là đủ rồi đấy ạ. Chắc chưa, chị đánh con chưa đã tay đâu đấy. Chắc rồi, đánh nhiều nữa, chỉ tôi bẩn tay thôi, kệ đi. Cho anh là đôi giày ạ. Thôi, coi như là em đen vậy chị ạ. Bình thường cô ghê gớm lắm cơ mà, sao hôm nay hiền? Thì tại em yêu đương vào, xong rồi mù quáng. Làm sao ấy, em cũng chả biết nữa. Mà tại sao chị lại giúp em thế? Từ trước đến giờ, lúc nào em cũng đối xử không tốt với chị, mà chị vẫn thương em à? Chị em trong nhà, đi đâu mà kìa. Mấy giờ rồi không hả? Dạ, không phải em đâu ạ. Kìa bác, là tôi bảo cái ly đắp mặt nạ cùng với tôi đấy. Gớm, cơm chưa nấu thì tí nữa ra ngoài ăn hàng, đúng không? Mà nhà chưa quét, bát chưa rửa, lát nữa nó làm. Sao chị cứ phải làm quá lên như thế? Mẹ, nhưng mà ly đến nhà mình để giúp việc mà mẹ. Mẹ làm thế ly nó lười ra đấy ạ. Ý chị nói là tôi chiều làm hư nó đúng không? Thế tôi hỏi chị không lười chắc? Từ hồi nó làm giúp việc ở cái nhà này, chị có phải động tay động chân vào bất cứ cái gì trong nhà không? Không đúng không? Thế chị cứ đi ý kiến với tôi đấy à? Dạ, con không có ý đó. Rồi, chị đi ra ngoài, đi ngoài đi, nhanh lên. Bác ơi, cháu xin lỗi ạ. Thôi, để cháu ra ngoài cháu làm. Trời, kệ nó, cứ để cho nó làm. Dù gì, nó cũng có coi bà mẹ chồng này ra cái gì đâu. Chả phải nó nói trong nhà này quyền của nó là to nhất. Nó nói ba mẹ chồng này có dám ý kiến gì đâu. Chị Ngân nói là ở nhà này chị Ngân là to nhất. Người giúp việc như cháu chỉ cần nghe lời chị Ngân là đủ, không cần để ý lời của bác. Mà chị ý nói là bác không dám ý kiến gì đâu ạ. Cháu mời cô. Em mời chị ăn sáng ạ. Chị cảm ơn. Con mời mẹ ạ. Ủa, sao ngọt như thế này? Sao thế ạ, mẹ không hợp khẩu vị ạ? Ngọt như thế này làm sao mà tôi ăn được. Chị ăn thử xem. Con vẫn thấy bình thường mà. Chị bảo cháu là nấu ăn thì phải cho ngọt vào, xong cho nhiều chất vào. Bác bây giờ lớn tuổi rồi, ăn ngọt thì dễ bị tiểu đường, mà ăn nhiều chất thì bị hút. Bên ngoài tưởng quan tâm mẹ chồng, nhưng hóa ra là âm mưu hết đấy bác ạ. Ly ơi, em thay bát khác cho mẹ chị nhá. Bác ăn đang không hợp khẩu vị này. Thôi khỏi, chị ăn hết đi, tôi không nuốt được nữa rồi. Gì trong phòng chị vậy? Dạ không có gì đâu ạ, em định dọn thôi ạ. Em dọn tủ chị nhá. Không đúng, cái gì đằng sau tay em kia hả Ly? Đưa cho chị nào. À, cái gì kia? Bác ơi, thật kinh khủng, cháu không ngờ chị Ngân làm việc này với bác ạ. Cháu thấy con búp bê này ở trong tủ của chị ạ. À, khi cái Ly nó kể với tôi đã không dám tin là chị sẽ làm việc như này.
Ai ngờ hóa ra chị làm như vậy à? Còn điều này kinh khủng hơn nữa bác ạ. Chị ấy bảo bác già rồi, không nên sống lâu mãi làm cái gì. Bác nên chết sớm đi, để chị còn tiếp quản tài sản của gia đình. Mà cháu nghe đâu nhá, hình như chị còn yểm bùa bác nữa đây. Tôi thật là vô phước, vô phúc mới có cái loại con dâu bỏ bùa mẹ chồng như thế này. Mẹ, mẹ phải tin con. Được rồi, tôi sẽ gọi cho chồng chị để cho chồng chị chứng kiến cái sự độc ác của chị. Tại sao nó có thể rước cái loại vợ độc